là ông nội của con đó. là nhà thư pháp Huế. Ông là nhà giáo, ông nói là không, con thì nghe ba nói nè, con không được cái gì. Cái giờ đó là giờ giải lao, và cái người nghệ sĩ họ cũng như mình thôi. Chú phải đánh bài như vậy, chú phải mặc quần đùi, chú đưa cả một cái bụng lông ra như vậy, chú phải thoải mái như vậy, kiểu như một cách để chú nạp năng lượng, để một tí nữa để chú sẽ đai nẹp đồ đàng hoàng, rồi chú màng kéo ra và chú sẽ hóa thân vào thật sanh. Cái giai đoạn là giai đoạn chú reset lại, chú nạp năng lượng, chú xả một tí để một tí chú nhập vai lại, thì chú vào thật sanh thì nó mới hay. Mà không chịu tin nơi không, không phải như vậy. Trời thật sanh chi lạ nơi, mà tại vì dưới đánh đèn, mà ngày xưa cải lương là dễ mặt đậm lắm, mà đứng ở dưới đèn á nghe là rất đẹp, tại đèn màu trước chiếu vô là mặt đẹp vậy nè, mà đi ra đằng sau á ban ngày thì nghe chưa, nắng nó chiếu vô kìa, thôi mặc cho quỷ sứ rồi bắt sân, mà đánh phấn dày đi bao lúc cái mặt thật xanh nó nứt như ruộng vậy đó. Và khi mà nhìn gần á, trời ơi tôi tan nát cả cõi lòng. Thì chú nói vậy thì các con hiểu một điều rằng là chú mê lắm. Nếu mà chú không đi hát từ đầu thì chú cũng làm vào cái con đường và diễn xuất, đóng phim hay là diễn kịch. Không làm thì cần làm MC đó. Còn nếu như mà chú không được làm những cái công việc của nghệ sĩ thì chú được, chú quyết tâm sống trong một cái môi trường nghệ thuật, bản vẽ trong dị thảo cũng được, miễn sao thôi, đúng không thầy? Yêu đến độ ngày cách đây mấy ngày là đi với thầy Minh kể ngao xảo hết, mà thầy Minh coi vậy 50 mấy lần cái chuyện mua vé đi em thầy kể cái chuyện mua vé đi, mua vé đi.